vị đang theo dõi Điểm tin bất động sản tuần cùng Rick Nguyễn được phát sóng vào 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Sau đây là những nội dung đáng chú ý từ ngày 2 tháng 6 năm 2022 đến ngày 4 tháng 6 năm 2022. Hàng nghìn tỷ đô đổ vào chứng khoán Việt Nam qua các quỹ ETF. Hà Nội được tách thửa thành dự án độc lập nhưng nhất định phải có điều kiện này. Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng 5 khu công nghiệp, tổng quy mô 12.500 tỷ đồng. EU sẵn sàng cấm vận dầu, doanh nghiệp Nga kêu gọi giảm sản lượng để bán được giá. Hàng nghìn tỷ đổ vào chứng khoán Việt Nam qua các quỹ ETF. Dòng vốn qua ETF đang dẫn đầu xu hướng trở lại của khối ngoại, trong khi các quỹ chủ động vẫn đang bị vướng bởi giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài, dù vẫn đánh giá cao sức hấp dẫn của chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực trở lại sau giai đoạn sóng gió. VN Index đảo chiều đi lên từ vùng đáy hồi giữa tháng 5 cùng với sự trở lại kịp thời của khối ngoại. Thống kê cho thấy trong tháng 5, khối ngoại đã có tháng thứ hai liên tiếp mua ròng trên HOSE với giá trị giao dịch gần 3.200 tỷ đồng. Trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 4.000 tỷ đồng trong tháng 4, qua đó chấm dứt chuỗi 8 tháng bán ròng liên tiếp. Động lực kéo vốn ngoại trở lại thị trường chủ yếu đến từ các quỹ ETF. Trong tháng 5 vừa qua, riêng 4 quỹ gồm DCVFM, VN Diamond ETF, Fubong FTSE Việt Nam ETF, DCVFM VN30 ETF và SSEAM VN Finit ETF đã hút dòng vốn tổng cộng 5.100 tỷ đồng. Diamond ETF là điểm sáng nổi bật với dòng tiền vào lên đến hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngày cuối cùng của tháng 5, quỹ ETF này đã hút dòng hơn 1.200 tỷ đồng. Thêm nữa, câu chuyện nâng hạng thị trường cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự trở lại của khối ngoại trên thị trường Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của FinGroup, cho rằng nâng hạng thị trường sẽ là tiến trình tất yếu trong sự phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán về dài hạn. Hiện quy mô mà các vốn có thể phân bổ cho các thị trường cận biên chỉ khoảng 95 tỷ đô la Mỹ, còn quy mô vốn dành cho các thị trường mới nổi đang vào khoảng 6.800 tỷ đô la Mỹ. Nếu nâng được hạng lên trên thị trường mới nổi, Việt Nam cũng có thể đón nhận được tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đô la Mỹ đổ vào thị trường. Đối với thị trường chứng khoán, việc Việt Nam triển vọng ổn định cũng sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với dòng vốn ngoại. Do đó, kỳ vọng dòng vốn này vào thị trường Việt Nam sẽ tích cực hơn trong thời gian tới. Hà Nội được tách thửa thành dự án độc lập nhưng nhất định phải có điều kiện này. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh ban hành ký quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 11/2017/QĐ-UBND về một số nội dung thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, các quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ thửa đất để tách thửa thành các dự án độc lập, thành phố quy định phải liên thửa, không bị chia cắt, có vị trí ít nhất một mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường hiện có hoặc tuyến đường theo quy hoạch, có khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung khu vực, có kích thước các cạnh của thửa đất từ 10m trở lên đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác, hoặc 20m trở lên đối với đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp. Đồng thời phải có diện tích nằm trong chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên đối với đất thương mại, dịch vụ và đất khác, hoặc 400m2 trở lên đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án. Trong quyết định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định sửa đổi điều 4, lập danh mục các công trình, dự án thu hồi, danh mục các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và mục đích khác, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Cụ thể, căn cứ kế hoạch sử dụng đất thành phố 5 năm 2021-2025 và các kỳ tiếp theo, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và các quy định hiện hành, định kỳ tháng 5 và tháng 9 hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập danh mục các dự án phải thu hồi đất theo khoản 3 điều 62 luật đất đai 2013, danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo khoản 1 điều 58 luật đất đai năm 2013 vào mục đích khác. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm và cuối năm. Về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án sử dụng đất để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định tại khoản 6, điều 36 thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định. Đối với dự án nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất,
hàng quý trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, văn bản đề nghị của tổ chức thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng, quy mô của dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch Kiến trúc, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất tổ chức rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm căn cứ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng theo quy trình và quy định. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 4 tháng 6 năm 2022. Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng 5 khu công nghiệp, tổng quy mô 12.500 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký 5 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp tại Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nam, Bến Tre, Hưng Yên. Phê duyệt của chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang. Do nhà đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phú Invest. Dự án giai đoạn 1 có quy mô 85 hectare tại xã Mai Đình và xã Hưng Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Vốn đầu tư của dự án là 1.093 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 166 tỷ đồng, vốn huy động 927 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư 27 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 19 tháng 5 năm 2066. Gần 4.600 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Dự án có quy mô 410,46 ha với nguồn vốn 4.597 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và khu công nghiệp Tiên Thanh làm chủ đầu tư dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật. Đầu tư 542 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng đầu tư xây dựng kinh doanh và kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn 1 mở rộng về phía đông bắc nút giao vực bằng khu B, tỉnh Hà Nam. Với quy mô 49,06 ha, tổng vốn đầu tư 541 tỷ đồng. Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Nhựa là chủ đầu tư dự án. Tăng tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận Bến Tre. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1489 QĐ-TTG vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng lên 3.582 tỷ đồng tại quyết định số 1489 QĐ-TTG trước đó. Tổng mức đầu tư là 2.126 tỷ đồng. Theo nội dung quyết định số 649, phần vốn đầu tư lấy từ ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre là 3.443,29 tỷ đồng, bao gồm vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức, vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sổ số kiến thiết, vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất, vốn từ nguồn tăng thu ngân sách. Các nhà đầu tư khác đầu tư hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,71 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư dự án. Các nội dung khác giữ nguyên theo quyết định số 1489 QĐ-TTG ngày 4 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư gần 2.700 tỷ đồng xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng. Tại quyết định số 650 QĐ-TTG ngày 27 tháng 5 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, tỉnh Hưng Yên, do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với quy mô 216 ha, tổng mức vốn đầu tư dự án là 2.682,500 tỷ đồng. EU sẵn sàng cấm vận, doanh nghiệp Nga kêu gọi giảm sản lượng để bán được giá. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU tuyên bố sẽ cắt giảm 90% dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, trong khi đó doanh nghiệp Nga đang kêu gọi cắt giảm sản lượng dầu để bán được giá cao hơn. EU cấm vận dầu. Thỏa thuận cấm xuất khẩu dầu của Nga sang EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel viết trên Twitter đêm ngày 30 tháng 5 tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với 27 nhà lãnh đạo của các khối. Theo Reuters, các nhà ngoại giao cho biết thỏa thuận này sẽ dọn đường cho các yếu tố khác trong các gói lệnh trừng phạt thứ 6 của EU đối với Nga có hiệu lực, bao gồm ngăn ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, tiếp cận với hệ thống SWIFT. Ông nói lệnh cấm vận này ngay lập tức sẽ bao gồm hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga, cắt giảm nguồn tài chính khổng lồ cho cỗ máy chiến tranh của nước này, gây áp lực tối đa lên Moscow để chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng lệnh cấm vận này sẽ bao gồm miễn trừ đối với Hungary, quốc gia không giáp biển và phụ thuộc nhiều vào dầu thô từ Nga. Nga nên giảm sản lượng.
Ông Leonid Fedun, phó chủ tịch của công ty dầu khí Nga Nukoil, viết trên tờ ABC rằng Nga nên cắt giảm sản lượng dầu từ 20 đến 30% xuống còn 7 đến 8 triệu thùng mỗi ngày để có giá tốt hơn và tránh phải chiết khấu. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã đẩy Moscow ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời gây áp lực lên hoạt động sản xuất và bán dầu khi người mua từ chối hàng hóa từ Nga hoặc yêu cầu giảm giá. Tại sao Nga phải duy trì sản xuất dầu ở mức 10 triệu thùng một ngày nếu có thể tiêu thụ hiệu quả và xuất khẩu 7 đến 8 triệu thùng một ngày mà không gây thất thoát ngân sách nhà nước và ảnh hưởng tới tiêu dùng trong nước? Ông Fidun viết. Đâu là lựa chọn tốt hơn, bán 10 thùng dầu thô với giá 50 đô la Mỹ hay chỉ 7 thùng nhưng tương đương với giá 80 đô la Mỹ? Ông viết, đồng thời kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào đội tàu chở dầu của Nga vì các lệnh trừng phạt đã làm tăng chi phí thuê tàu. Chương trình điểm tin bất động sản của Rick Nguyễn tuần này xin phép được khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo vào lúc 19:30 thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng của Rick Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.